con chào phú ông ạ. Ê, các cô cứ khách khí quá, cứ gọi ta là anh Phú là được rồi. Ấy chết, chúng con không dám đắc tội ạ. Ta đã cho phép rồi cơ mà, các cô không việc gì phải sợ. Ta cũng thành niên lắm chứ đã già đâu, mà cứ một điều ông, hai điều ông. Dạ vâng, anh Phú đã nói vậy thì chúng em cũng yên tâm ạ. Phải thế chứ. Gớm quá, cứ làm trò hề, mình nghe mà phát buồn nôn, kinh quá đi mất. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, trong lòng ta cứ thấy vui vẻ, hân hoan vô cùng. Được mấy cô gái trẻ gọi là anh là tít mắt lên cười không ngậm được miệng đấy mà. Ông cũng biết đường vác cái mặt về rồi đấy à. Làm gì mà bà cứ mở mồm là quát tháo ầm ầm ra thế. Tôi đang vui mà nghe thấy tiếng bà là cứ như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt đấy. Thế để tôi tạt luôn cho ông một gáo cho sớm tỉnh lại nhá. Ấy kìa, lại nóng rồi. Thế có việc gì mà bà đợi tôi thế? Tình hình là mấy nay trở trời ấy sao ấy, người tôi đau ê ẩm ông ạ. Có khi mai ông đưa tôi sang chỗ thể lang mão kiểm tra bắt mạch xem thế nào. Ôi già ơi, bà cứ cà nghĩ, nhìn bà khỏe như voi thế kia, đi thể lang làm gì cho tốn tiền. Ô hay cái ông này, tôi lo cho cái nhà này đến lao lực phát ốm ra mà ông lại nói những lời vô tình vô nghĩa thế à. Thôi thôi được rồi, mệt thì đi khám chứ sao. Nhưng mai tôi có việc rồi, bà đi một mình đi. Chồng với chẳng con, không bao giờ nhờ được cái việc gì, rõ chán. May mà qua mình nhanh trí nói bận việc. Chứ này đi cùng vợ đến nhà thầy lang thì lại trí điếc tai nghe bà ấy than thở. Trời thanh gió mát thế này, ra đầu làng làm chén nước chè ngồi chém gió là nhàn nhã, an vui nhất. Ôi giời ơi, đúng là số hưởng. Ăn ở có phúc được trời chỉ lối có khác, tự dưng lại được gặp gái xinh thế kia. Chào cô gái xinh đẹp, cô em chắc là người làng khác qua đây hả? Dạ may quá, chào bác, tôi là người làng Tây ạ. Tôi qua đây tìm nhà thầy lang mão, chẳng hay bác có biết đường xin chỉ giúp ạ. Ờ cái cô này rõ hay, trông tôi thế này mà cứ bác, tôi cái gì. Tôi cũng chỉ hơn cô vài tuổi chứ mấy, cứ gọi anh là được rồi. Lại bắt đầu bài văn trêu ghẹo con gái này mà. Ôi, mình thuộc hết bài của phú ông rồi. Ây chết, bác cứ đùa, nhìn bác có khi còn hơn cả tuổi cha tôi ở nhà ấy chứ, sao tôi dám gọi là anh được. Cái gì? Dám nói mình còn già hơn cả cha của cô ấy à? Cái cô này, nhìn thì tưởng ngoan hiền mà rõ là đáo để, bực cả mình. Phú ông bị đả kích lớn rồi. Ây chết, xin bác chớ giận, chẳng qua là tôi nhìn bác chững chạc, điềm đạm uy nghi, nên đâu thể ăn nói bằng vai phải lứa được. Với nữa là tôi cũng đang vội tìm nhà thầy lang mão, bác giúp tôi được thì tốt quá. Gì chứ cái nhà cụ mão thì tôi cũng biết. Cô cứ đi hết con đường này, rồi rẽ trái, đi thêm khoảng nửa dặm, rồi rẽ phải, đi thêm chừng 10 phút nữa, sẽ có cái ngã ba có cây đa, rẽ tiếp trái ở đó. Đi chừng thêm 5 phút nữa sẽ thấy đường vườn cam, đi hết con đường đó, hỏi thêm 2 đoạn nữa là tới. Ờ, dạ, cảm ơn bác ạ. Ủa, sao nhà thầy lang mão chỉ cần đi hết đoạn phía trước rồi rẽ phải là tới mà, thế mà phụ ông lại chỉ đường lòng vòng như vậy. Cứ đi cho mỏi giã chân ra nhá, ai bảo gọi ta là bác, ta chỉ cho đường đi Tây Trúc Thỉnh Kinh luôn. Ui giời ạ, ông ơi, ông lại làm tội làm tình con gái như người ta thế bao giờ không? Mày thì biết cái gì, im đi cho ông. Đến chịu ông thật. Ông ơi, ông xem kìa, hôm nay sao lại nhiều người lạ đến làng ta thế không biết. Ôi già ơi, ông không quan tâm. Nhưng cô gái kia xinh quá cơ. Đâu. Nhỉ, cô này cũng khá phết đấy. Em
chào anh. Nhìn qua cái là biết ngay anh là người làng Hạ rồi. Cô ấy gọi mình là anh kìa. Phải thế chứ. Ở làng này ai phong độ bằng mình đâu. Xin chào cô gái. Đúng tôi là người làng Hạ đây. Thế thì may quá. Em đến đây tìm nhà thầy Lang Mão mà đường xa rắc rối quá. Đi cứ như lạc vào mê cung ấy. Chắc là cũng tại phong cảnh làng Hạ hữu tình quá. Chẳng những thế, người làng Hạ như anh đây cũng hơn hẳn những làng khác. Em cứ gọi là quá lời. Tôi đây cũng tạm tạm thôi. Ôi giời ơi, xem kìa. Đúng là được lời như cởi tấm lòng. Xem phú ông nhà mình đắc ý khoái chí chưa kìa. Mặt mũi cứ gọi là tươi như hoa không cần tưới ấy. Mà em cũng tìm nhà thầy Lang Mão à? Dạ vâng. Em nghe nói thầy Lang Mão có bài thuốc trị đau đầu chóng mặt hay lắm, nên em từ xa tới. Ê chết, thế em có bệnh đau đầu chóng mặt à? Thế thì không nên đi dưới nắng thế này lâu đâu. Thì tiện thế, tôi cũng đến chỗ thầy Lang Mão đây. Để tôi đưa em đi cho nhanh nhá. Ôi dạ thế thì còn gì bằng ạ. Đúng là số em may quá. Vừa gặp người tốt bụng lại phong độ như anh đây. Ơ này ông ơi. Cái thằng này leo nhèo cái gì, ra gốc đa đợi ông. Nào để tôi đưa em đi. Đến chịu ông thật. Được nghe hót hay cái là tít mắt ngay. Thôi, ông cũng đã bảo thì con ra gốc đa ngồi đợi ông cho lành. Chứ con thấy chuyến này của ông lạ lành ít dữ nhiều rồi. Đây rồi, nhà thầy Lang Mão đây rồi này. Ôi, đúng là có anh đưa đường có khác. Chỉ một loáng là đã đến rồi, tốt quá. Có gì đâu, nếu không ngại, tôi sẽ ở đây đợi chờ đưa em đi về. Chứ em đi một mình, tôi không yên tâm đâu. Ủa, Phú ông, ông làm gì ở đây? Ông đi với ai đây? Thế anh cứ đứng đây chờ em nhé. Em vào cắt thuốc xong rồi có gì nhờ anh đưa về. Về tới nhà, em sẽ nhất định cảm ơn anh và hậu tạ anh. Ái chà chà. Vợ nhờ đưa đi khám bệnh bốc thuốc thì kêu là bận. Giờ lại đưa gái đi đến đây, rồi còn đợi đưa về để người ta hậu tạ nữa à? Chồng ơi là chồng! Ê kìa mình ơi, bình tĩnh, nghe tôi giải thích đã. Ngay thì giải thích này! Ôi giời ơi! Đứng lại ngay cho tôi! Hội làng năm nay, mình nghe nói là phú ông bỏ tiền ra mời ả đào nổi tiếng Lê Thị Anh về hát chèo đấy. Thích quá đi. Lại được nghe ả đào Lê Thị Anh hát chèo à? Trời ạ, giọng cô ấy cứ gọi là ngọt lịm ấy, mê mẩn. Cứ nghĩ đến thôi là tôi thấy vui lắm rồi. Tôi thích cô Lê Thị Anh lắm. Chưa chắc đâu, mọi người nhìn thì thấy kìa. Tiền đâu bạn? Cứ 8 hảo mới được vào xem chiếu chèo nhá. Hả? Tiền gì cơ chứ? Hay, thóc đâu mà đãi gà rừng, chiếu chèo ai đãi người rừng bây giờ? Cậu thật là... Thằng kia, người có vào xem không? Cháu có, nhưng mà... Không có tiền thì ra chỗ khác chơi cho người ta vào xem. Dạ, mời khách quý vào bên trong ạ. Đã sắp xếp chỗ đầy đủ. Tại sao lại như thế chứ? Na ơi, cậu vào đi. Mình không lấy tiền đâu. Ngu lắm con ạ. Không ngoại trừ trường hợp nào hết. Ai cũng phải lấy tiền, nghe chưa? Này, phú ông ơi, hội làng là của làng. Cớ sao ông lại không cho bà con vào xem chiếu chèo? Cả năm có mỗi một lễ hội làng, ông làm thế là không được đâu ạ. Thế nào là không được? Nếu không có tôi, thì thử hỏi lễ hội làng Hạ có hoành tráng, oách nhất vùng này không? Oách nhất như chúng tôi có được xem đâu, cứ như là lễ hội nhà phú ông ấy. Đúng là cái bọn dân đèn nghèo hèn, không có tiền thì ở nhà đi, cần gì phải đi xem hội? Phú ông nói như thế là không được đâu ạ, không phải cứ có tiền là mua được mọi thứ đâu. Lại cái thằng con nhà lão thuyền trài,
Ta đố hôm nay người lừa được ta đấy. Phú ông thông minh quá rồi, con sinh ra đâu phải để lừa đảo đâu ạ. Chỉ có điều thi thoảng con hay nói dối, kể chuyện Tiếu Lâm thôi ạ. Nói dối, kể chuyện Tiếu Lâm à? Được, vậy nay ta đố ngươi kể được chuyện gì khiến ta tin đấy là nói dối, nói phét. Nếu ngươi làm được, thì hôm nay ta mở hẳn cửa cho bà con vào xem. À, chuyện gì chứ chuyện này đơn giản ạ. Còn nếu không làm ta tin, thì ngươi biết rồi đấy. Cái bến đò nhà ngươi á, và kể cả là cha con ngươi, sẽ phải về làm không công cho ta suốt đời. Vâng ạ. Bà con chứng kiến nhá, nghe thằng Hùng Xiêm nó kể chuyện, để xem nó nói đến đâu. Sau đây, cháu xin phép kể câu chuyện Tiếu Lâm ạ. Như bà con biết là mẹ cháu đã mất. Chuyện đấy ai mà chẳng biết cơ chứ. Hôm giỗ mẹ cháu, cha con cháu đã đi chuyến đò dương gian sang nhà thăm mẹ cháu. Cả nhà gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Chuyện bình thường, lần nào giỗ vợ cả của ta, ta chẳng sang đấy thăm suốt. Có gì là lạ đâu, chẳng có gì là nói phét cả. Phú ông sang gặp bà cả, phú ông có biết bà đang làm gì không ạ? Dào ôi, vợ ta vẫn ở nhà to, có kẻ hầu người hạ, có gì đâu. Thế phú ông lại không biết rồi. Khi cha con đến thăm mẹ con, lại thấy bà cả đang ở nhà mẹ con. Chắc bà ấy sang đòi nợ chứ gì. Hồi sống, mẹ ngươi chẳng sang nhà ta mượn tiền suốt. Dạ không ạ, bà ấy đang làm hầu cho mẹ con. Cái gì? Ngươi nói phét cái gì đấy? Đâu có, bà cả còn dặn là về gặp phú ông thì nhắn là ông nhớ trả nợ cho cha con Hồng Xiêm, thì dưới này tôi mới hết nợ với bà ấy được. Thôi thôi thôi, đừng có nói điêu, nói phét nữa. Nhà ta bao đời giàu sang phú quý, mà lại phải làm người ở cho mẹ ngươi à? Đấy nhá, bà con chứng kiến ạ. Từ nãy đến giờ, phú ông đều thừa nhận chuyện này là chuyện hoang đường, nói điêu và không có thật. Thế là phú ông thua Hồng Xiêm rồi nhá. Lần này thì bà con chúng tôi được vào xem chèo rồi. Cha ơi, thế không thu tiền nữa ạ? Dư nhà, tiền, còn bao giờ mới được một góc của thằng Hồng Xiêm? Dạ bẩm quan lớn, sao ta phải cải trang thế này ạ? Sao quan không gửi cáo thị về làng, báo trước ngày về để người dân ra đón ạ? Ta muốn xem tình hình dân chúng sống như thế nào. Thứ nữa là tìm nhân tài cho triều đình. Quan lại, lý trưởng mà biết trước, lại bắt dân diễn tuồng, lừa dối chúng ta, rồi lại bày ra ăn uống tốn kém tiền thuế của dân. Quan lớn thật là anh minh ạ. Vào làng, ngươi phải gọi ta là ông, xưng cháu, nghe chưa? Đừng để lộ thân phận. Dạ vâng, con biết rồi ạ, thưa quan lớn. Đã bảo gọi là ông cơ mà. Dạ vâng, thưa ông. Này, trong quán này có món gì ngon không? Món gì chẳng ngon, cứ có tiền là ngon hết. Vậy thì cho chúng tôi gọi cơm, đĩa đậu phụ, ít thịt kho và bát canh. Cứ ngồi xuống đi, có người phục vụ tận nơi. Hồng Xiêm, bít mật, mang cơm canh cho khách đi. Vâng ạ. Cháu chúc ông, chúc chú ăn ngon miệng ạ. Cảm ơn cháu. Đây là quán ăn, người đến kẻ đi. Cậu mời thế, có mà mời cả ngày à? Mình lễ phép như thế, quán mới đắt khách. Chủ quán đâu? Chủ quán? Có chuyện gì thế? Bán cơm kiểu gì đây? Canh thì mặn, đậu thì nhạt, thịt rang thì đen xì thế này. Ở đây chỉ bán thế thôi, không ăn được thì trả tiền đi chỗ khác. Bà dám? Dám chứ sao không dám? Ở đây tôi là chủ, các người không ăn được thì đi chỗ khác mà ăn. Bà có tin là bà không bán hàng ở đây được nữa không? Này, đây thách đấy. Kể cả là quan chi huyện cũng không cấm được bà bán hàng đâu nhá. Phẫn. Cơm canh không hợp khẩu vị thì chớ. Chị đối đãi với khách như thế là không được. Không nói nhiều, ở đây phục vụ thế đấy. Các người mau trả tiền đi, đừng có mà kiếm cớ ăn quỵt nhá.
Cơm canh như thế này chúng tôi không trả tiền đâu. Mình đi thôi ông. Cái gì? Các người cứ thử bỏ đi mà không trả tiền xem. Khoan đã ạ, xin hai vị cứ chờ một lát ạ. Cô Bèo ơi, việc này để cháu xử lý cho. Cô cứ vào trong nhà đi. Cháu định làm gì? Hai tên này định ăn quỵt tiền của cô. Cô không thể bỏ qua được. Thôi được, nhưng nhớ là thu tiền cho cô đấy. Cháu biết ạ, cô cứ yên tâm. Này cháu bé, cho dù thế nào, bữa ăn này không ngon, ta sẽ không trả tiền. Chưa kể đến thái độ phục vụ bất lịch sự của chủ quán nữa. Dạ, thưa ông và chú, cháu biết là quán ăn nhà cháu phục vụ chưa tốt, lại làm hai người không vui. Cháu có thể đổi lại món ăn và tặng hai người một câu đối, có được không ạ? Cháu biết đối cơ ạ? Cháu là học trò ạ. Thôi được rồi, cháu hãy đối thử cho ta nghe xem. Nếu hay, ta sẽ ở lại. Ngoài tiền ăn, ta sẽ thưởng thêm cho cháu. Vâng ạ, giàu có thiếu gì tiền. Đi ăn một vài quan, không phải lẽ. Ăn không thì ra bạc, gửi năm ba chữ gọi là tình. Được, hay lắm. Chủ quán có người con học trò thế này rất khá. Ta sẽ trả tiền ăn và thưởng tiền cho cháu. Dạ, cháu xin đa tạ ông ạ. Mong ông một lần nữa bỏ qua cho những sai sót của quán này cháu ạ. Được, lần này coi như ta bỏ qua. Cháu đúng là một đứa trẻ thông minh, khéo léo và biết điều đấy. Sau này chắc chắn sẽ là trụ cột của đất nước. Khá, khá lắm. Dạ, đa tạ ông đã quá khen ạ. Mau thưởng tiền cho cậu bé này rồi chúng ta đi. Dạ vâng, thưa ông. Thật không ngờ quan thượng thư bộ lại giả làm dân thường đi thị sát. Hồng Xiêm, cậu tình ý thật đấy, kính cẩn lễ phép lại còn đối thơ nữa chứ. Bảo sao quan thượng thư rất thích thú, còn thưởng cho bao nhiêu là tiền. Tớ có biết ông ý là quan thượng thư bộ lại đâu, chỉ có điều là tớ không làm xấu đi hình ảnh quê mình với những vị khách lạ. Mẹ tớ xưa này tính hay đốt chát thế mà. Ai bảo ông ý vào nhà tớ còn chê bai đồ ăn nhà tớ nữa chứ. Nhưng mà kể ra mà biết là quan ý, mẹ tớ không dám thế đâu. Sau khi biết ông ấy là quan lớn vi hành, mẹ tớ sợ thoát cả mồ hôi. Bài học cho nhà cậu đấy. Chắc sau đợt này mẹ mít mật sẽ dịu dàng hơn. Tất nhiên rồi, mẹ tớ tiếc hủi hụi ấy. Giá mà nhẹ nhàng dịu dàng hơn thì có khi còn được quan thưởng nữa chứ. Tớ nhận ra quan thượng thư bộ lại rồi. Nếu gặp ông ý, tớ nhất định sẽ mời về nhà tớ ăn cơm và đọc câu đối cho ông ý nghe. Ông! Ông cứ vào đây. Vào đây là có ăn, lại có cả câu đối cho ông nghe nữa. Quý hóa quá, quý hóa quá. Chuyện gì thế? Ai cho con đưa ăn mày về nhà mình? Đuổi họ đi ngay. Cha ơi! Là quan thượng thư bộ lại giả ăn mày để thưởng tiền cho những ai là người tốt đấy. Ai bảo con thế? Chính con biết ở quán ăn nhà mít mật, ông ý đã giả làm dân thường. Hồng Xiêm được ông ý thưởng bao nhiêu là tiền đấy. Thật à? Chẳng thế mà con kéo ông ăn mày này về đây này. Nhà mình cứ mời ông ý ăn nhiệt tình, vừa được tiền, biết đâu sau này lại có mối quan hệ tốt đấy ạ. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc. Con trai cha mà lị. Chắc ông đi đường xa, cũng mệt và đói rồi. Để tôi bảo gia nhân mang cơm ra cho ông ăn nhé. Đội ơn ông ạ. Người đâu, mang cơm và những món ăn ngon, rượu ngon ra cho ta đãi khách nhé. Dạ vâng. Nhà cháu ngon hơn ở quán nhà cô Bẹo phải không ông? Ngon, ngon lắm. Ông ăn xong rồi, cháu sẽ đọc câu đối cho ông nghe nhé. Con tôi là cháu học giỏi nhất lớp đấy ông ạ. Ấy ấy, lão thất học, biết văn thơ gì đâu mà nghe câu đối chứ. Cảm ơn cha con nhà ông đã cho tôi ăn cơm ngon và cả rượu cũng ngon nữa. Tôi xin phép đi tiếp đây ạ. Cụ cứ vui tính, thử thách chúng tôi. Xoài, con hãy đọc câu đối cho ông nghe. Dạ vâng. Nếu ông và cậu đây đã có lòng, thì gã đây cũng xin được nghe ạ. Nghe như vịt nghe sấm thôi ạ. Không tham, không hãi, không dại,
không lo không cứng cổ, không to khí tượng. Hay, quá hay, ông thấy thế nào? Tôi có biết gì đâu. Quan lớn cứ khéo đùa. Đến đoạn này, ngài phải thưởng cho con trai tôi đi chứ. Quan lớn nào ạ? Ngài đấy, thưa ngài thượng thư bộ lại, con nhận ra ngài rồi. Con chào quan lớn ạ. Ôi giời ơi, lệ quan lớn, quan lớn trong nhà phú ông mà con không biết ạ. Sao con lệ quan lớn ạ? Quan đâu? Thế tôi tưởng quan lớn trong nhà chứ ạ. Thế ông không phải là quan lớn bộ lại thượng thư ạ? Không, tôi chỉ làm nghề hành khất thôi. Đội ơn ông đã cho tôi ăn bữa cơm ngon nhất đời. Thế là thế nào? Hình như không phải quan thượng thư đâu ạ. Chắc là con nhìn nhầm. Người giống người thôi. Con ơi là con, thế là mất bữa cơm ngon của ta rồi. Từ lần sau cấm con không được mời gã ăn mày nào nữa, nhớ chưa? Vâng, vâng, con biết rồi ạ. Đi, đi mau. Có đi không? Ta cho vài cái hẻo vào mông bây giờ. Ngươi thích làm đứa lì đòn hả? Đứa nào đánh ta đấy? Ông đánh nô đấy. Ui, ông, nó lì quá nên con đánh ông ạ. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy trâu từ thuở bơ vơ mới về. Ta đánh mì đấy. Đây là một con trâu quý, sừng dài. Và 8 khuấy ta mới mua được. Trông coi nó cho cẩn thận. Có vấn đề gì, ta xử nhà ngươi đầu tiên. Có bán cả nhà, cả vợ con ngươi đi, cũng không đủ tiền mà đền đâu. Nó quý thế cơ ạ? Quý hơn cả mạng ngươi đấy. Liệu hồn. Châu ơi, ta bảo châu này, châu ăn cho lớn, châu ra cẩy với ta nhá. Có mà ngươi cẩy ấy, vớ vẩn. Dám nói châu quý của ta ra cẩy à? Ta lại đánh cho vài hẻo bây giờ. Nào nào, gọn ra cho anh dắt châu vào nào. Châu mới hả anh? Phú ông mới mua về đấy. Cấm đứa nào được sờ vào châu của anh, à, của phú ông nhá. Các cậu thấy cha tớ chọn châu đẹp không? 8 khuấy này, sừng lại cao, dài với nhọn nữa. Đẹp quá, con châu nhà cậu đúng là đẹp thật. Châu này nhìn thích thế. Nói chung, phú ông gặp may, bắt được nợ con châu này thôi. Nhưng cẩn thận không lại mất đấy. May là may thế nào? Cha tớ khá cẩn thận trong việc mua châu đấy. Con trâu nhà lão phú ông nhìn lộc quá, rất đẹp. Phải chăng mình có được nó nhỉ? Này, mấy đứa chơi ở đây, trông chừng cho anh con trâu nhá. Anh chạy về nhà cái đã, bỗng nhiên đau bụng thế không biết. Vâng, anh cứ chạy đi, trâu để đấy bọn em trông cho. Cơ hội tốt cho ta đây rồi. Châu ơi, ta bảo châu này, châu đi theo ta thì châu có lộc, có cỏ thơm, cỏ ngon, cỏ ngọt. Dừng lại. Ta chỉ thấy con châu đẹp quá nên mới. Đừng có dở thói gian manh trộm cắp ra đây nhá. Ta có trộm cắp gì đâu. Chơi tử tế đi, chơi thế là tiểu nhân đấy. Tôi có chơi ăn gian đâu. Lại chẳng, không có gì qua mắt được tớ đâu. Úi giời, thế mà ta cứ tưởng. Các người cứ chơi đi, để ta làm tốt việc của mình. Xoài, mít mật, hồng xiêm, na, châu của anh đâu? Châu của anh vẫn ở đấy chưa ở đâu ạ? À? Đâu, làm gì thấy? Ui giời ạ, các em trông châu kiểu gì đấy hả? Châu đâu? Châu nhà mình đâu? Hay có khi nó nóng quá, nó xuống hố tắm? Khả năng có người dắt nó đi mất rồi. Ui giời đất ơi, thế này thì làm sao bây giờ? Phụ ông giết anh mất. Đúng rồi, phải báo quan thôi, báo quan. Anh cứ bình tĩnh. Em nghĩ là trộm vẫn chưa đi xa đâu. Nên bây giờ
anh em mình phải đuổi theo ngay mới được. Thế thì phải nhanh đi, không thì nó tẩu tán mất. Chào mừng mày đã về nhà mới nha. Con châu quý của phú ông đã rơi vào tay mình. Nhưng mà lỡ phú ông cho người đến tìm thì sao nhở? Mình phải nghĩ cách biến con châu thành của mình mới được. À, có cách rồi, có cách rồi. Châu ơi châu, phải là của ta nhá. Chắc chắn là của ta. Mình sáng suốt thật, tự dưng lại sáng suốt thế chứ lì. Thật may khi mình dắt trâu của phú ông đi mà lũ trẻ không nhìn thấy. Đúng là ý trời muốn ban trâu quý cho mình đây mà. Vậy thì mình phải giữ bằng được. Dùng cách này á thì làm sao mà trượt đi đâu được. Chỉ có mình biết thôi. Mỗi mình biết thôi. Ô thầy ơi, sao thầy lại phải đo thế ạ? Việc của con là quét sân và ra dọn cái chuồng trâu đi, không phải hỏi. Vâng ạ, con không biết thì con phải hỏi chứ ạ. Đi nhanh lên, ta lại cho vài cái hèo vào mông bây giờ. Con trâu quý của ta đấy. Mình phải nhớ những chi tiết này. Để lão phú ông có thấy trâu thì cũng không bắt bẻ được mình. Mình thật là thông minh. Đúng, đúng, con trâu nhà phú ông kia rồi. Đúng là con trâu nhà mình rồi. Lão thầy cúng này gan to thật. Trâu ơi, thế mà ta cứ tưởng là ta mất trâu rồi chứ. Có chuyện gì mà mấy đứa lại ở nhà ta thế này? Nghịch gì con trâu của ta thế? Gã thầy cúng này dám ăn trộm trâu của nhà phú ông, đi lên quan. Này này này, đừng có ăn nói hàm hồ nhá. Trâu nào là trâu nhà phú ông? Vớ vẩn, nói năng linh tinh, ta báo quan bỏ tù đấy. Thế căn cứ đâu mà thầy nói trâu nhà thầy? Ta có đầy đủ chứng cớ để khẳng định rằng đây là con trâu nhà ta nhá. Như thế nào ạ? Nô, người có biết con trâu này dài bao nhiêu thước, cao bao nhiêu thước và sừng nó dài bao nhiêu không? Làm sao tôi biết được? Thế làm sao ngươi khẳng định được đây là trâu nhà ngươi? Vớ vẩn. Bây giờ ngươi cầm thước đo đi, xem ta nói có đúng không. Chiều dài của con trâu là 3 thước. Đúng 3 thước. Chiều ngang 2 thước. Đúng chưa? Sừng dài 1 thước. Đúng rồi. Chưa kể lưng 8 khoáy. Đúng là 8 khoáy. Sao? Ngươi còn nói trâu này là nhà mình nữa không? Trâu này đúng là trâu nhà phú ông. Nhưng mà... Ngươi thấy đấy, phàm những người yêu quý động vật, kể cả thằng ở kia, cũng cần phải biết hết đặc điểm chiều cao của nó. Ngươi lấy gì mà nhận trâu nhà mình? Nhưng nhà ông làm gì có trâu? Ha! Chẳng lẽ ta không mua được trâu à? Thôi các ngươi về đi, không ta báo quan rách việc đấy. Thầy cứ báo quan đi ạ, để quan đến chứng kiến xem thầy mua trâu ở đâu. Thằng danh con này, ngươi lại định bày trò gì đấy? Cháu có cách chứng minh lời nói của thầy đấy ạ. Sao? Lại làm sao? Cậu ra đây, bọn mình nhờ chút. Ngươi cứ ra xem bọn nó định giở trò gì. Không đòi được trâu nên là gà què ăn quẩn cối xay à? Cháu đố thầy, bạn này cao bao nhiêu thước, chiều ngang bao nhiêu thước? Rõ ràng là thầy vừa bảo, phàm những người yêu quý động vật, kể cả thằng ở kia, cũng cần phải biết hết đặc điểm chiều cao của nó. Con trâu thì thầy nhớ, bạn ở thì thầy lại quên ạ. Thì đôi lúc ta quên. Thầy nên nhận đi là vừa, chứ quan đến là thầy rắc rối to đấy. Chẳng ai yêu thương động vật bằng cách đo chiều cao, chiều ngang, đo sừng của nó cả. Chỉ có những người có hành vi xấu mới phải đối phó như thế thôi. Giời ơi là giời, ta lại thua thằng bắt con này rồi. Thế là thầy ăn trộm trâu ạ? Ngu lắm con ạ. Ai đã hỏi mà ngươi xưng hả?